thành phố mới Bình Dương với diện tích 1.000 hecta thuộc khu liên hợp được quy hoạch thành một khu đô thị văn minh hiện đại, trở thành quận trung tâm của thành phố Bình Dương trực thuộc trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. Thành phố mới Bình Dương sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh, một trung tâm đô thị hiện đại, năng động, bền vững với đầy đủ các loại hình phát triển, phục vụ cho trên 125.000 người định cư lâu dài và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Để thực hiện theo quy hoạch trên, BKMX IDC đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại, hệ thống giao thông công cộng kết nối dễ dàng với các tỉnh thành lân cận, đồng thời tổ chức tiếp thị mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước có uy tín, kinh nghiệm, kỹ thuật, tiềm lực tài chính tham gia đầu tư. Thành phố mới Bình Dương, thành phố trẻ năng động và phát triển. Nổi bật giữa lòng thành phố là khu biệt thự cao cấp Lakeview, nơi hội tụ tất cả tiện ích bậc nhất, kết hợp với giải pháp ngôi nhà thông minh, tạo nên một chuẩn mực sống mới. Lakeview với tham vọng định hình một phong cách sống sang trọng và hiện đại sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bạn vừa có thể tận hưởng không gian riêng tư, vừa trải nghiệm cuộc sống thú vị với những dịch vụ hoàn hảo. Lakeview khẳng định một đẳng cấp. Lakeview sở hữu vị trí đắc địa ngay cạnh bờ hồ sinh thái khu công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương, với hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng hiện đại, dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận và tận hưởng tất cả các tiện ích xung quanh. Lakeview có tổng diện tích 65.708 m², trong đó mật độ xây dựng chiếm 32,8%. Dự án với tổng số 92 căn biệt thự, gồm 58 biệt thự đơn lập và 34 biệt thự song lập. Lakeview tọa lạc tại lô N10, N11 trên trục lộ Tôn Đức Thắng, ngay cạnh trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, công viên, ngân hàng, bệnh viện quốc tế, trường đại học quốc tế và kết nối dễ dàng đến những cung đường huyết mạch trong tỉnh. Mỗi căn biệt thự loại 1 là sự trau chuốt từng đường nét thiết kế, khẳng định đẳng cấp của chủ nhân. Sự kết hợp hoàn hảo giữa phòng khách và nhà bếp sang trọng cùng khuôn viên sân vườn xanh mượt tạo nên những nét hài hòa trong mỗi căn biệt thự loại 3 và loại 6. Đường nét kiến trúc đột phá theo phong cách Tây Âu được thể hiện rõ nét trong từng căn biệt thự loại 2. Mỗi căn biệt thự song lập được thiết kế ấn tượng cùng với các sắp xếp hợp lý tạo nên những không gian tuyệt đẹp. Phong thái kiêu hãnh được thể hiện rõ trong từng đường nét thiết kế ấn tượng, tôn vinh giá trị của chủ nhân. Với những ý tưởng độc đáo, căn kiến trúc sư tài ba Australia đã tạo ra không gian đầy phong cách hoàn hảo đến từng góc nhìn. Lakeview, sự kết hợp tuyệt vời phong cách hiện đại và cuộc sống đẳng cấp. Bất kỳ ai cũng mơ ước sở hữu ngôi nhà thông minh, mơ ước ấy giờ đây trở thành hiện thực tại Lakeview. Các thiết bị màn hình cảm ứng tạo sự sang trọng vượt bậc cho ngôi nhà. Từ một nút nhấn, bạn có thể điều khiển nhiều thiết bị khác nhau. Các thiết bị an ninh như camera, báo cháy, báo trộm giúp ngôi nhà có thể tự bảo vệ trước những nguy cơ xâm phạm hoặc rủi ro. Ngôi nhà luôn trong tầm kiểm soát cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Hệ thống an ninh camera đạt tiêu chuẩn cao, đội ngũ bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp luân phiên suốt 24 giờ. Đến Lakeview, tận hưởng hơn vị cuộc sống với sự an toàn tuyệt đối. Từ Lakeview, bạn sẽ cảm nhận cuộc sống lý tưởng, thiên đường mơ ước đang hiện ra trước mắt bạn. Với không gian xanh của công viên nội bộ, cảnh quan hồ nước tuyệt mỹ cùng các đại lộ rợp bóng cây và đường dạo ven hồ của công viên trung tâm ngay cạnh sẽ giúp cho các chủ nhân của Lakeview luôn có những khoảnh khắc tuyệt vời ở một đô thị năng động. Lakeview mang đến cho bạn tất cả dịch vụ với các loại hình giải trí hiện đại nhất. Bạn sẽ hài lòng với những phút giây thư giãn tại hệ thống nhà hàng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, thỏa thích mua sắm tại các trung tâm thương mại, tận hưởng hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè ở khu công viên vui chơi giải trí. Lakeview mang đến không gian sống yên bình, trong lành là món quà vô giá cho tổ ấm gia đình bạn. Còn gì hạnh phúc hơn khi được tận hưởng một cuộc sống hoàn hảo, một không gian thư giãn và giải trí tuyệt vời từ giải pháp ngôi nhà thông minh. Nâng tầm cuộc sống, cảm nhận trọn vẹn yêu thương bên mái ấm gia đình, ngắm nhìn nụ cười ngây thơ của con trẻ, rộng mở quan hệ, chia sẻ yêu thương, tổ ấm của bạn sẽ thêm bền chặt rạng ngời hạnh phúc. Tất cả tạo nên một môi trường sống động cho cảm xúc thăng hoa. Cùng với sự phát triển về kinh tế, cuộc sống của mỗi người không ngừng được nâng cao. Lakeview với vẻ đẹp sang trọng, hiện đại, ấm cúng và gần gũi với thiên nhiên là sự chọn lựa tuyệt vời nhất, là niềm kiêu hãnh cho mọi chủ nhân nơi đây. Thiết kế công ty BTV Đắp, chủ đầu tư BKMX UDJ.
Lakeview khẳng định đẳng cấp. Điện thoại liên lạc 0650 3816 681, 0978 172 456.